Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm đi rắn tẩn được sản xuất tại Korea United Farm Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về đi rắn tần cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc đi rắn tần Van sắc tân 80mg Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc đi rắn tần Điều trị tăng huyết áp Điều trị suy tim, độ 2-4 theo phân loại của NIHA trên bệnh nhân điều trị thông thường như thuốc lợi tiểu, trợ tim cũng như các chất ức chế anh chị em hoặc chẹn beta, sự có mặt của những điều trị chuẩn không bắt buộc. Đối với những bệnh nhân này, van sắc tân cải thiện tình trạng bệnh, bước đầu thông qua sự giảm thời gian nằm viện cho bệnh suy tim. Van sắc tân cũng làm chậm sự tiến triển suy tim, giảm nhẹ độ suy tim chức năng theo phân loại của NIHA, tăng khả năng bơm máu, giảm dấu hiệu và triệu chứng của suy tim và cải thiện chất lượng cuộc sống so với dùng giả dược. Chống chỉ định khi dùng thuốc đi rắn tẩn. Quá mẫn với thành phần thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú. Hạ huyết áp. Hẹp động mạch chủ năng. Hẹp động mạch thận và các tổn thương gây hẹp động mạch thận. Thận trọng trong suy thận. Liều dùng và cách dùng thuốc đi rắn tẩn. Cao huyết áp. Liều được khuyến cáo của Van xác Tân là 80mg trên một lần trên ngày, không phân biệt chủng tộc, tuổi hoặc giới tính. Tác dụng chống tăng huyết áp thể hiện rõ ràng trong vòng 2 tuần và tác dụng tối đa đạt sau 4 tuần. Trên những bệnh nhân có huyết áp không được kiểm soát thỏa đáng, liều hàng ngày có thể tăng tới 160mg hoặc có thể thêm thuốc lợi tiểu. Không cần điều chỉnh liều đối với bệnh nhân suy thận hoặc suy gan không phải do nguyên nhân mật và không có ứ mật. Cũng có thể dùng van sắc tân với các thuốc chống tăng huyết áp khác. Suy tim Liều ban đầu được khuyến cáo của Van Sắc Tân là 40mg trên 2 lần trên ngày. Liều dùng cao nhất là 80mg đến 160mg 2 lần mỗi ngày, ở bệnh nhân dung nạp được. Nên giảm liều khi dùng kết hợp với thuốc chống lợi tiểu. Liều tối đa trong ngày đã hướng dẫn trong các thử nghiệm lâm sàng là 320mg nhưng phải chia liều. Tính an toàn và hiệu quả của Van Sắc Tân chưa được xác định trên trẻ em. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc. Mất muối và trên hoặc mất dịch trên những bệnh nhân mất muối và trên hoặc mất dịch nặng, những người mà dùng liều cao thuốc lợi tiểu thì có thể xảy ra hạ huyết áp triệu chứng trong một số trường hợp hiếm sau khi bước đầu điều trị bằng van sắc tân. Nên chữa mất muối và trên hoặc mất dịch trước khi điều trị bằng van sắc tân, ví dụ bằng cách giảm liều thuốc lợi tiểu. Suy si chức năng thận Không cần điều chỉnh liều đối với bệnh nhân suy thận. Tuy nhiên, trong những trường hợp nặng, hệ số thanh thải creatinine nhỏ hơn 10ml trên phút thì chưa có số liệu và vì thế nên thận trọng. Suy gan. Không cần điều chỉnh liều đối với bệnh nhân suy gan. Van sắc tân chủ yếu được đào thải dưới dạng không đổi qua mật và bệnh nhân có những rối loạn gây ứ mật cho thấy có hệ số thanh thải van sắc tân thấp hơn, xem dược động học. Nên đặc biệt thận trọng khi dùng van sắc tân cho những bệnh nhân này. Suy tim. Bệnh nhân với bệnh suy tim được điều trị bằng van sắc tân thường hạ huyết áp, không cần ngừng điều trị khi hạ huyết áp nếu dùng theo những chỉ dẫn dưới đây nên thận trọng khi bắt đầu tiến hành điều trị trên bệnh nhân suy tim, xem liều lượng và cách dùng. Kết quả của sự ức chế hệ làm thay đổi chức năng thận là tùy thuộc vào sự nhạy cảm của mỗi cá thể. Trên những bệnh nhân suy tim nặng chức năng thận của họ có khả năng phải phụ thuộc vào hoạt động của hệ. Điều trị với chất ức chế men chuyển angiotensin và thụ thể đối kháng angiotensin có thể dẫn đến thiểu niệu hoặc tăng ure huyết và hiếm với suy thận cấp và trên hoặc tử vong. Tác dụng phụ của thuốc 80mg nhức đầu, choáng váng, nhiễm virus. những khuẩn đường hô hấp trên, ho, tiêu chảy, mệt mỏi, viêm mũi, viêm xoang, đau lưng, đau bụng, buồn nôn, viêm họng, đau khớp. Các tác dụng phụ khác gồm phù, suy nhược, mất ngủ, phát ban, yếu sinh lý, chóng mặt. Vẫn chưa được biết liệu những tác dụng phụ này có phải do van sắc tân hay không. Thuốc ít gây ho vì thuốc không làm bất hoạt Brace Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Do cơ chế hoạt động của các thuốc đối kháng angiotensin 2, nguy cơ đối với thai không thể được loại trừ. Tác dụng của những thuốc ức chế men chuyển angiotensin, anh chị em, cho dùng trên phụ nữ có thai trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối được báo cáo là đã gây tổn thương và chết đối với thai đang phát triển ở tử cung. Cũng giống với bất kỳ thuốc nào tác động trực tiếp trên hệ renin angiotensin andosterone, RAAS không nên cho dùng van sắc tân trong thời kỳ thai nghén. Nếu phát hiện thấy có thai trong khi đang điều trị, phải ngừng dùng van sắc tân càng sớm càng tốt. Vẫn chưa được biết van sắc tân có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Van sắc tân bài tiết được qua sữa của chuột nuôi con bú. Vì vậy không nên dùng van sắc tân cho những bà mẹ nuôi con bú. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc cũng như đối với các thuốc chống tăng huyết áp khác nên thực hiện sự thận trọng khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc. Tương tác thuốc Việc dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu giữ kali, ví dụ spironolactone, chiamterene, amiloride, các thuốc bổ sung kali hoặc các chất muối thay thế chứa kali có thể dẫn đến tăng kali huyết thành. Nếu việc dùng thuốc phối hợp là cần thiết thì phải rất cẩn trọng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm đi rắn tẩn đồng thời biết cách sử dụng đi rắn tần sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.